Xin chào quý vị các bạn. Trên tay mình đây là Samsung Galaxy Z2 Prime với tên mã là SM532 đang có mặt tại dilongcaocap.vn. Và đây là phần khay SIM của Z2 Prime. Thông thường Z2 Prime có hai khay SIM. Đây là khay SIM số 1 và đây là khay SIM số 2. Trên đây là khay thẻ nhớ. Thì khi khách hàng gặp lỗi liên quan đến phần khay SIM của Z2 Prime không nhận SIM chập chờn cũng được đúng không, thì thông thường là do cái phần khay SIM này bị lỗi. Có rất là nhiều nguyên nhân làm cho máy không nhận SIM. Có thể cái phần cái chân đồng này, các bạn dùng cái SIM không đúng chuẩn, không lôi ra lôi vào, nó gây gãy cái phần chân tiếp xúc này, làm cho máy nhận SIM. Cái khay SIM thứ hai cũng thế, nó rất là mỏng như này, chúng ta không dùng đúng cái chuẩn SIM, chúng ta lôi ra lôi vào nó sẽ bị gãy hoặc là nó kẹt SIM ở đây thì làm cho máy không nhận SIM. Trường hợp thứ hai là chúng ta bị rơi va đập vào làm cho máy bị phần cứng bên trong bị lỗi, gây tượng không nhận SIM. Hoặc chúng ta rơi vào nước làm cho các cái IC nó bị chập, làm cho máy không nhận được SIM, báo không nhận SIM. Thì tùy theo từng trường hợp mà có phương án sửa chữa nhanh chính xác nhất. Thông tin cụ thể hơn về cái dịch vụ fix lỗi không nhận SIM trên Z2 Prime, quý hàng có thể liên hệ 024-66-750-99 hoặc truy cập website www.dilongcaocap.vn. Kỹ thuật viên của dilongcaocap.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể, chi tiết nhất cho quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu dịch vụ sửa chữa điện thoại Samsung Z2 Prime không nhận SIM tại dilongcaocap.vn. Địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo hành điện thoại Z2 Prime hàng đầu Việt Nam.